Hai lần. Mẹ chợt băn khoăn trong lòng lo lắng, hỏi rằng con của mẹ ổn không, và con vẫn nói con luôn ổn mà, khó khăn như nào con cũng bước qua, miễn là cái Tết trong nhà đủ hết bánh quà để ba mẹ cười. Nhưng con nói biết những ước muốn, những khát khao của ba mẹ ngày Tết chẳng xa rồi, chỉ cần thấy ở đây những đứa con vẫn mạnh khỏe, vậy là ổn thôi. Yeah.